Kính chào quý vị và các bạn, kính chúc quý vị và các bạn một ngày tràn đầy năng lượng và làm việc hiệu quả. Sau đây mời quý vị đến với các tin chính ngày hôm nay của kênh Tin Mới. Bản tin thời sự tổng hợp tất cả những tin tức nóng hổi mới nhất trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 4 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, bão số 6 dự kiến mang mưa lớn đến vùng Đông Bắc Trung Quốc trong vài ngày tới. Tin bão mới nhất của China Daily cho hay, trong khi các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm của Trung Quốc đang tính toán thiệt hại của mưa lũ do bão số 6, thì Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa lớn trong bão số 6 có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của khu vực này. Cơ quan Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán của thành phố Thượng Trí tỉnh Hắc Long Giang đang đình chỉ các hoạt động tại các khu vực trọng điểm trên toàn thành phố từ thứ Năm đến Chủ nhật. Thượng Trí là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lớn và gió mạnh trong thời gian gần đây. Dự báo bão mới nhất của cơ quan khí tượng Thượng Trí lưu ý, bão Kanun sẽ gây mưa từ 50 đến 70mm trong thành phố trong 3 ngày tới. Cùng với tác động của bão số 6, Thượng Trí sẽ còn phải đối mặt với những thách thức lớn hơn trong công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, cơ quan khí tượng Thượng Trí cảnh báo. Bão số 6 đã khiến ít nhất một người thiệt mạng, đồng thời gây ra lũ lụt và mất điện ở Hàn Quốc, mặc dù sự gián đoạn dường như ít hơn dự kiến, theo Bloomberg. Tin bão của Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp của Mỹ cho hay, cơn bão số 6 giảm sức mạnh khi đi qua khu phi quân sự liên triều. Reuters cũng xác nhận bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Triều Tiên. Tuy nhiên, tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về đường đi của bão số 6 khi cơn bão này sẽ chịu ảnh hưởng của bão Lan, bão số 7. Bão số 7 đang hoạt động ở phía đông của bão số 6 và đang hướng về phía Nhật Bản. Sau khi đổ bộ, bão số 6 có thể bị gió của bão số 7 đẩy đi về phía Tây. Giang Linh, nhà dự báo thời tiết trưởng tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc nhận định, nếu lực này đủ mạnh, bão số 6 có thể tiến vào vùng biển phía đông của Hoàng Hải, bà Giang nói. Quan chức Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc thông tin thêm, khi mạnh lên, bão số 7 sẽ tiếp tục chuyển hơi nước đến bão số 6. Về phần mình, bão số 6 sẽ duy trì sức mạnh khi đi về phía Bắc và gây mưa lớn hơn cho các khu vực Đông Bắc Trung Quốc. Bão số 6 dự kiến mang theo gió mạnh có thể gây thiệt hại cho các loại cây trồng cao như ngô. Tính đến thứ tư tuần qua, hơn 370.000 người ở Hắc Long Giang chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn và 258.000 ha cây trồng đã bị ngập lụt. Trong khi đó, tại Phù Dư, tỉnh Cát Lâm, một phần đê sông La Lin bị vỡ trong sáng thứ tư do nước sông dâng cao. Cư dân gần khu vực vỡ đê đã được giới chức sơ tán tới vùng lân cận. Trong diễn biến liên quan tới mưa lũ Trung Quốc, tỉnh Hà Bắc thông tin ngày thứ 6 có 29 người thiệt mạng, 16 người khác vẫn mất tích trong các thảm họa do đợt mưa lớn gần đây gây ra ở tỉnh này. Mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng đã tàn phá 111 quận, huyện và thành phố trong tỉnh Hà Bắc. Tỉnh Hà Bắc gánh chịu thiệt hại kinh tế trực tiếp 95,81 tỷ nhân dân tệ, khoảng 13,38 tỷ đô la Mỹ. Khi bão số 6 tiến vào, Trung Quốc đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp 4. Tại tỉnh Liêu Ninh, nỗ lực phòng chống bão lũ đang được triển khai. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc ngày thứ 6 tiếp tục phát cảnh báo màu xanh cho cơn bão thứ 6 trong năm nay ở Trung Quốc. Bão số 6 dự kiến mang theo gió giật và mưa lớn đến các tỉnh phía Đông Bắc Trung Quốc. Tin bão mới nhất của Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc NMC thông tin, bão số 6 đang di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15 km/h. Dự báo bão cho hay, bão dự kiến di chuyển vào tỉnh Liêu Ninh, phía Đông Bắc Trung Quốc hoặc tan ở các khu vực gần biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Do bão số 6, mưa lớn đã được dự báo xảy ra ở Cát Lâm và Hắc Long Giang tới chiều thứ Bảy. Trong giai đoạn bão đổ bộ, gió mạnh dự kiến xuất hiện ở một số khu vực của biển Bột Hải và Hoàng Hải, bán đảo Liêu Đông và bán đảo Sơn Đông, cũng như một số khu vực của Cát Lâm và Hắc Long Giang. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc kêu gọi chính quyền địa phương chuẩn bị ứng phó khẩn cấp với bão và duy trì cảnh giác cao với lũ lụt và thảm họa địa chất. Thông tin về tình hình ứng phó với bão ở thành phố biên giới Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đài CGTN cho hay, các quan chức thời tiết địa phương thông tin bão số 6 di chuyển từ bán đảo Triều Tiên vào tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc trong đêm thứ 6 đến rạng sáng thứ 7. Lee Runhan, lãnh đạo đài quan sát khí tượng Đan Đông, nhận định bão số 6 dự kiến di chuyển vào tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, có khả năng bão sẽ tan dần ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên trong vài ngày tới. Đan Đông được dự báo có mưa vừa phải và gió yếu dần. Để ứng phó với bão số 6, giới chức địa phương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để cảnh báo và sơ tán người dân cũng như du khách. Hơn 2.000 tàu đánh cá đã trở về bến cảng để trú ẩn. Các hoạt động đánh bắt xa bờ và vận chuyển hành khách tạm dừng. Các điểm du lịch dọc sông cũng như các tàu tham quan cũng tạm thời dừng hoạt động.
theo Tân Hoa Xã, 23.000 cư dân ở Tuy Lan, thành phố tỉnh Cát Lâm đã được sơ tán để tránh lũ lụt do mưa lớn của bão Kanun gây ra. Những cư dân sơ tán từ 20 thị trấn khác nhau và hơn 4.000 người trong số này đã được chuyển đến 62 địa điểm trú ẩn tạm thời kể từ thứ Tư. Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt của Tuy Lan đã phát hành văn bản khẩn cấp vào thứ Năm yêu cầu sơ tán cư dân ở những khu vực lũ lụt gần các con sông, các vùng trũng thấp, những nơi dễ xảy ra lũ quét và thảm họa địa chất. Tuy Lan đã trải qua thời tiết mưa liên tục kể từ đầu tháng khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Cũng liên quan tới thiên tai ở Trung Quốc, Tân Hoa Xã ngày thứ Bảy cho hay, 2 người chết và 16 người khác mất tích sau khi mưa lớn dẫn tới lở đất đá ở ngoại ô Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, Tây Bắc Trung Quốc. Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày thứ Sáu tại một ngôi làng thuộc thị trấn Luân Trấn, ngoại ô Trường An, thành phố Tây An. Đá và bùn đất sạt lở làm hư hại hai nhà dân, cũng như đường xá, cầu cống và các cơ sở cung cấp điện. Chưa thoát mưa lũ, bão số 6 lại gây hậu quả nặng nề ở Trung Quốc. Bão số 6 gây lở đất chết người ở Trung Quốc trong khi nước này vẫn đang khắc phục hậu quả nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử. Lở đất do mưa xối xả vì ảnh hưởng của bão số 6 đã làm ít nhất 2 người ở ngoại ô thành phố Tây An, miền Tây Trung Quốc thiệt mạng, 16 người mất tích. Đường xá, cầu và nguồn điện bị hư hại do mưa lớn, ít nhất 20 chuyến tàu chở khách tạm dừng hoạt động. Các chuyến tàu ở Thẩm Dương, thành phố lớn nhất của Đông Bắc Trung Quốc và tỉnh Liêu Ninh lân cận bị dừng hoạt động từ ngày thứ Bảy do hàn lưu của cơn bão mạnh tàn phá khu vực. Sau khi tấn công miền Nam Nhật Bản vào đầu tuần trước, bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới khi đi qua Triều Tiên, từ Hàn Quốc vào ngày thứ Sáu và đến Trung Quốc. Nhiều vùng của Trung Quốc hứng chịu mưa lớn và lũ lụt vào mỗi mùa hè, nhưng năm nay thời tiết nghiêm trọng bất thường xảy ra ở một số khu vực, trong khi các khu vực khác phải vật lộn với hạn hán gây thiệt hại cho mùa màng. Tân Hoa Xã đưa tin, bản tin dự báo thời tiết của Cục Khí tượng tỉnh Cát Lâm cho biết sẽ có mưa lớn tại 7 thành phố, đồng thời cảnh báo rằng các khu vực miền Trung và miền Nam của tỉnh sẽ bị ảnh hưởng nặng nề hơn. Những khu vực này có thể có lượng mưa tối đa 40mm mỗi giờ. Cho đến nay, khoảng 23.000 người đã được sơ tán khỏi thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm. Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong khu vực. Tổng cộng 142 người trên toàn quốc đã thiệt mạng do lũ lụt, lở đất và lũ lụt trên núi trong tháng trước, theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp. Trong khi đó, tổng số người thiệt mạng vì đợt mưa lũ kỷ lục trên khắp miền Bắc Trung Quốc đã tăng lên ít nhất 78 người, bao gồm 33 người ở Bắc Kinh. Số người chết vì lũ lụt ở tỉnh Hà Bắc tăng lên 29 sau khi bão số 5 đổ bộ vào Trung Quốc đại lục 2 tuần trước, mang theo lượng mưa lớn nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu 140 năm trước. Cảnh báo lũ lụt cũng đã được đưa ra ở tỉnh Hắc Long Giang do mực nước ở 6 con sông đã vượt qua mức báo động lũ lụt. Trong khi đó, tình trạng khẩn cấp cũng được ban bố tại 9 thành phố ở Nga khi chính quyền ra lệnh sơ tán ở các vùng Viễn Đông bị ngập lụt sau hậu quả của bão. Ít nhất 32 khu định cư bị cắt điện, 543 ngôi nhà và nhiều tuyến đường lớn bị ngập, theo ước tính chính thức. Nước đang dâng lên nhanh chóng ở các khu vực ven sông của thành phố Spakdany, chính quyền Primorye cho biết. Trong khi các nỗ lực sơ tán đã được thực hiện tại các thành phố Yusuriit và Spakdany ở Primorye. Các con sông Spatsovka và Kuleshovka chảy qua lãnh thổ của Spakdany, một thành phố chỉ có 44.000 dân. Các cuộc sơ tán cũng được thực hiện ở một số khu vực của Yusuriit, thành phố có hơn 150.000 dân, cách Vladivostok khoảng 100 km về phía bắc, nơi một con đập được xây dựng để ngăn lũ đã bị vỡ. Nguyên nhân đằng sau mưa lũ lịch sử ở Trung Quốc. Thưa quý vị, lưu vực sông ở Bắc Kinh, Trung Quốc, nơi có 110 triệu người sinh sống, đã phải hứng chịu mưa lũ tồi tệ nhất kể từ năm 1963 do cơn bão số 5, cơn bão mạnh nhất ở Trung Quốc trong năm 2023 gây ra. Bão số 5 cũng kéo theo lượng mưa lớn cho lưu vực sông Hải Hà, nơi hiếm khi có bão và lượng mưa kỷ lục ở Bắc Kinh trong 40 năm. Điều gì đã xảy ra trong năm 1963? Năm con sông tương đương với 5 hệ thống thoát nước tự nhiên chính ở miền Bắc Trung Quốc lần lượt chảy vào lưu vực sông Hải Hà. Lưu vực này bao gồm Bắc Kinh, tỉnh Hà Bắc và thành phố Cảng Thiên Tân. Vào tháng 8 năm 1963, khu vực này đã bị nhấn chìm trong một trận mưa bão kinh hoàng, làm 5.030 người thiệt mạng, 22 triệu người bị ảnh hưởng và buộc hàng triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó, hơn 76% diện tích gieo trồng bị ảnh hưởng do ngập lụt nghiêm trọng. Để giải quyết tình trạng này, Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông hồi đó đã yêu cầu đưa lưu vực sông Hải Hà vào vùng kiểm soát vĩnh viễn, xây hàng nghìn km bờ kè, xây các hồ chứa mới và củng cố hồ chứa cũ, vấn đề nhức nhối từ đô thị hóa.
Sau trận lũ lụt năm 1963, dân số tại khu đô thị Trung Quốc đã tăng vọt từ 16% lên 64% vào năm 2022. Lưu vực sông Hải Hà hiện là nơi có số dân đông đúc nhất, bao gồm 25 thành phố lớn và vừa. Quá trình đô thị hóa nhanh chóng đồng nghĩa với sự lan rộng của các bề mặt bê tông không thấm nước và giảm các vùng đất ngập nước và đầm lầy tự nhiên, có công dụng hấp thụ và thải nước mưa. Các vùng trũng thấp, bao gồm cả các khu vực chứa lũ và gần sông Hồ, đều bị khai thác triệt để nhằm đáp ứng sự gia tăng dân số nhanh chóng. Kể từ năm 2015, khoảng 30 thành phố của Trung Quốc gồm Bắc Kinh và Thiên Tân đã thử nghiệm các hệ thống giảm thiểu lũ lụt khác nhau, chẳng hạn như nhựa đường và vỉa hè thấm nước để làm chậm dòng chảy, nhưng dường như không mấy hiệu quả, như đã thể hiện trong các đợt lũ lụt càn quét qua những khu vực kể trên. Bị động bất ngờ khi cơn bão đổ bộ. Theo Reuters, thành phố Trắc Châu thuộc tỉnh Hà Bắc, một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi trận đại hồng thủy, không hề có phương án nào để chống lại cơn bão này. Trước đó, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo màu đỏ về mưa lớn trong 12 năm, mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bão bằng mã màu. Tuy nhiên, nhiều người dân sinh sống tại Trắc Châu nói rằng họ không được thông báo về mức độ nghiêm trọng của tình hình mưa bão hoặc được yêu cầu sơ tán. Trước đó, các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh đã mở các cửa xả lũ tại 7 khu vực chứa lũ ở vùng trũng thấp. Trong đó có 2 khu vực ở Trắc Châu, điều mà các quan chức cho biết là một quyết định không thể tránh khỏi để ngăn các con sông vỡ bờ và bảo vệ các thành phố ở hạ lưu. Tại Hà Bắc, gần 1 triệu người sống trong các khu vực chứa lũ đã được di dời. Một số phương tiện truyền thông nói rằng họ được đưa ra chỉ vài giờ trước khi lũ tràn vào làng. Mã Dương, Phó Chủ tịch Bộ phận Dân sự và Cơ sở Hạ tầng Trung Quốc tại Công ty Tư vấn Cơ sở Hạ tầng AECOM, cho biết các trạm kiểm soát lũ lụt được xây dựng vào những năm 1960. Cùng với đó là nhu cầu nước tăng cao và thời tiết khô hạn kéo dài, nên người dân ít quan tâm đến mối nguy hiểm của mưa bão. Theo ông Mã Dương, các nhà chức trách nên thực hiện các kế hoạch thoát nước tổng thể cho các thành phố và quản lý vùng ngập lũ dựa trên bản đồ rủi ro lũ lụt của các con sông. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!